Hôm nay thêm một dòng giống tùng muốn giới thiệu cho tất cả các bác và bà con, chính là cái giống tùng Đài Loan. Đây là một dòng giống tùng thì tôi cũng đã phát triển trong năm vừa rồi, cũng như là trong năm nay đã chia sẻ khá là nhiều rồi. Hôm nay làm thêm một video mới, hiện tại đang có một lứa cây giống nó cao được khoảng 3-40 phân như này, khá là đẹp. Chia sẻ đến cho các bác những hình ảnh thực tế. Về tùng Đài Loan thì nó đúng như cái tên gọi của nó, thì nó xuất phát điểm từ Đài Loan và được nhập về Việt Nam. Và tên đúng của nó thì là tùng La Hán Đài Loan. Nó vẫn là một dòng thuộc tùng La Hán, tùng vạn niên đấy. Tuy nhiên thì nó có một cái khả năng phát triển sinh trưởng nhanh hơn so với thằng tùng La Hán thuần Việt của mình. Và cái lá của nó sẽ cứng cáp, dài, có màu xanh mượt hơn. Nên là cũng được khá là được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Nó thì cũng được phân phối thì so với những cả cây giống bonsai như tùng La Hán thì tùng Đài Loan nó cũng phát triển song song cùng và nó cũng rất là mạnh, khá là mạnh. Tốc độ sinh trưởng của nó rất là nhanh. Nó cũng rất là phù hợp để trồng ở một số biệt thự, nhà nghỉ, khách sạn, homestay, quán cà phê và kể cả những đơn vị bonsai mà muốn mua về để uốn nắn tạo dáng sau này. Trong năm nay thì về tùng thì nó rất là nổi trội, có rất là nhiều những người nổi tiếng, thậm chí là một số nhà vườn đang phát triển tùng La Hán, những cây to, cây lớn, thậm chí lên đến hàng vài trăm triệu, hàng tỷ đồng một cây tùng La Hán, tùng Đài Loan hiện tại. Và chúng tôi thì cũng phát triển tùng từ rất là lâu rồi. Đó, và hôm nay muốn chia sẻ chúng ta, nếu các bác ai muốn phát triển trồng những cây giống tùng Đài Loan như thế này, nó khá là đẹp hơn. Theo tôi đánh giá thì nó cũng rất là đẹp so với cả tùng La Hán, thì có thể là tiếp cận được và mua được những cây giống tùng Đài Loan nó chuẩn giống nhập khẩu về như thế này. Đó. Chiều cao nó cao khoảng 3-40 phân và búp đang ra cực kỳ khỏe như này rồi. Mọi nhu cầu chi tiết nếu mọi người cần mua cây giống tùng Đài Loan thì liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại tôi đính kèm bên dưới video và hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của tôi. Ngoài ra tôi đang phát triển rất nhiều tùng La Hán kia nữa. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.